Vâng, xin kính chào quý vị khán giả thân yêu của giải bóng đá Nhi Đồng 11 toàn quốc Cup Leslie Milo năm 2024. Đây là nhà thi đấu của tỉnh Bắc Ninh và đây là trận bán kết 1 của mùa giải năm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có cuộc đối đầu giữa các cầu thủ U11 Sơn La Nghệ An và U11 Thái Nguyên ở trong trận bán kết của mùa giải. Như vậy thì ngày hôm nay các cầu thủ Sơn La Nghệ An họ sẽ thi đấu với trang phục áo vàng, quần vàng và tất vàng. Bên phía các cầu thủ Thái Nguyên họ sẽ thi đấu với trang phục áo xanh, quần xanh và tất xanh. Bên phía cầu thủ Sông Lam Nghệ An ngày hôm nay họ sẽ ra sân với Gia Bảo, Đình An, Bá Duẩn, Đức Anh, Minh Quân, huấn luyện trưởng đó là ông Nguyễn Quang Thọ. Bên phía các cầu thủ Thái Nguyên họ sẽ thi đấu với Trần Lâm, Nhật Minh, Trường An, Trường Giang, Gia Bảo, huấn luyện viên trưởng đó là ông Nguyễn Xuân Thi. Tổ trọng tài sẽ điều khiển trong trận đấu này bao gồm các trọng tài ông Nguyễn Quốc Hoàng, ông Huỳnh Quang Đình, trọng tài thứ ba đó là ông Huỳnh Hoàng Hưng và trọng tài thời gian đó là ông Hùng Nguyễn Ngọc Hưng. Giám sát trận đấu ông Trần Duy Hiếu và giám sát trọng tài đó là ông Bùi Thành Thanh Nghĩa. Để đến được với vòng bán kết này thì các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã có một quãng đường rất dài, cũng như Thái Nguyên đã vượt qua những chướng ngại vật khó đi trên đường đi của mình. Ở trận bán kết, ở trận tứ kết của mùa giải thì các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã vượt qua các cầu thủ đối thủ của mình với tỷ số là 3-0. Bên phía cạnh đó thì cao thủ Thái Nguyên cũng xuất sắc vượt qua vòng tứ kết. Như vậy thì trong hiệp một trận đấu này, cao thủ Sông Lam Nghệ An sẽ chiến thắng thành bên phía tay trái màn hình nhỏ của quý vị và các bạn. Bên phía tay phải đó là các cầu thủ Thái Nguyên. Ngày hôm nay thì cổ động viên của Thái Nguyên cũng như Sông Lam Nghệ An đang đến rất đông với nhà thi đấu của tỉnh Bắc Ninh. Như vậy Sông Lam Nghệ An sẽ là những người lấy bóng trước. Trong đội hình xuất phát của mình thì Sông Lam Nghệ An vẫn có những cầu thủ quan trọng của xứ Nghệ, đó là thủ thành Gia Bảo, đó là Đình An, đó là Bá Duẩn, đó là Minh Quân và đặc biệt là Đức Anh, người đã ghi được 5 bàn thắng dành cho các cầu thủ của Sông Lam Nghệ An tại giải đấu năm nay. Điều chuyển, tình huống dứt điểm tới từ Lô Bá Duẩn, tình huống lên bóng và cắt bóng rất nhanh tới từ phía các thủ Thái Nguyên. Người vừa có pha xâm nhập đó là vị trí của Trường An. Sẽ là một quả đá biên dành cho các cầu thủ Thái Nguyên ở phía phần sân nhà. Bóng đi thẳng vào khu vực cầu môn của thủ thành Lưu Gia Bảo. Cắt bóng tốt tới từ phía cầu thủ Thái Nguyên. Tranh chấp rất quyết liệt ở khu vực giữa sân, lên bóng dành cho Sơn Lam Nghệ An. Đây là Đức Anh, khoảng trống Đức Anh. Dứt điểm tới từ Đức Anh. Tình huống dài vào tốt tới từ thủ thành Trần Lâm. Vừa rồi thì thủ thành bên phía cầu thủ Thái Nguyên có một tình huống ra vào và khép góc khá hay. Dứt điểm không được. Lên bóng dành cho Lô Bá Duẩn, dứt điểm. Và giao chân của Lô Bá Duẩn, bóng đi chạch với cột dọc. Đã có tác động tới từ hàng phòng ngự của các cầu thủ Thái Nguyên với Đức Anh. Và như vậy sẽ có một quả đá phạt dành cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Cự ly đá phạt rơi vào khoảng 10 mét. Góc sút là rất rộng. Đá phạt ngay!
tranh thủ rất nhanh tới từ các cầu thủ cho Nam Nghệ An. Tuy nhiên thì vừa rồi một lần nữa các cầu thủ cho Nam Nghệ An lại bỏ lỡ pha dứt điểm tới từ vị trí của Đình An. Bóng đã đập cột dọc và đi ra ngoài. Cứu qua người tốt, khoảng trống, tiếp tục đi bóng, bóng vẫn còn dành cho các cầu thủ Thái Nguyên. Dứt điểm từ xa, khá nguy hiểm ở vòng vừa rồi. Tình huống dứt điểm tới từ Trường Giang. Hai đội nhập cuộc không thăm dò và liên tục là tấn công về phía khung thành của nhau trong ít phút vừa qua. Đây là Đức Anh. Thêm một tình huống can thiệp tốt nữa tới từ hàng phòng ngự của cao thủ Thái Nguyên Bá Duẩn. Được chuyền dành cho Đức Anh, xoay sở. Đức Anh qua người chân trái đưa bóng vào. Tình huống đưa bóng chéo góc ở phía cột 2, tuy nhiên đã không có pha di chuyển của số 11 Minh Quân ở phóng vừa rồi. Bóng quay trở lại với cao thủ áo xanh, chân trái dứt điểm ngay. Đó là lời đáp trả tới từ phía cao thủ Thái Nguyên ở phóng vừa rồi. Tình huống cắt bóng và đi tốt, đi bóng tốt, sau đó tung ra cú dứt điểm bằng chân trái tới từ Trường An. Trận bán kết 1 của chúng ta đang diễn ra rất hấp dẫn ở những phút đầu tiên. Hai đội nhập cuộc đều là khá tốt và đều có những cơ hội nhất định để mở tỷ số ở trong trận đấu này. Tranh chấp là rất quyết liệt. Sẽ có một quả đá biên dành cho cao thủ Sô Lam Nghệ An. Bá Duẩn dứt điểm. Bóng vừa làm rung má lưới sau tình huống dứt điểm tới từ số 9 của các cầu thủ Sô Lam Nghệ An. Phát bóng lên dành cho thủ thành Trần Lâm. Ở giải đấu năm nay thì Trần Lâm có những tình huống ra vào và khép góc là rất tốt. Có lẽ chưa năm nào những cầu thủ thi đấu hay ở vị trí thủ môn lại nhiều như năm nay. Gần như tất cả các đội bóng chúng ta đều có những thủ môn đều bắt rất chắc tay. Chuyền bóng lên tới từ Gia Bảo. Vừa rồi thì tình huống làm tường không thành công tới từ vị trí của Minh Quân. Lên bóng dành cho Thái Nguyên, xử lý khá bình tĩnh. Và xử lý tốt của Trường Giang. Bóng đập chân của Đức Anh và đi ra khỏi đường biên. Đá biên dành cho các cầu thủ Thái Nguyên ở phía phần sân nhà. Bóng dài, há bóng rất tốt, không thể lướt đi tới từ vị trí của Đức Trung. Đức Trung là một trong những con bài cực kỳ quan trọng của huấn luyện viên Nguyễn Xuân Thi tại giải đấu năm nay. Người đã có những bàn thắng quyết định ở những vòng đấu quan trọng cho cao thủ Thái Nguyên. Đức Anh, vẫn là Đức Anh. Pha xoay sở của Đức Anh không thành. Đưa bóng vào tới từ Gia Bảo. Đưa bóng vào là hơi sâu. Giải bóng đá nhi đồng U21 toàn quốc Cup Leslie Miro năm 2024 đang đi đến hồi kết. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai trận bán kết cho mùa giải năm nay. Sau khi trận bán kết 1 kết thúc thì trận bán kết 2 sẽ diễn ra giữa các cầu thủ chủ nhà Bắc Ninh và cao thủ Việt Hùng Thanh Hóa. Những trận bán kết ở mùa giải năm nay đều được đánh giá là có chuyên môn cao và có sức hấp dẫn, cũng như các đội chênh lệch nhau không quá nhiều. Tình huống cắt bóng tốt tới từ hàng phòng ngự của cao thủ Thái Nguyên. Ở mùa giải năm nay thì Thái Nguyên trình làng với một tổ đấu tốt về chuyên môn và rất khỏe về mặt thể lực. Cao thủ Thái Nguyên tại mùa giải năm nay họ có tinh thần chiến đấu là rất cao. Trước khi giải đấu diễn ra thì không nhiều người nghĩ Thái Nguyên sẽ đi đến những vòng cuối.
Tuy nhiên thì huấn luyện viên Nguyễn Xuân Thi cùng các học trò của mình vẫn đang băng băng tiến về đích. Ở trong trận bán kết này, cao thủ Thái Nguyên đang gặp phải một đối thủ rất cứng cựa, đó là Sông Lam Nghệ An. Đưa bóng vào trong khá nguy hiểm. Hàng phòng ngự của Thái Nguyên đứng vững nhờ tình huống bóng vừa rồi. Một chút nữa thôi thì bóng đã đến được chân của Đức Anh ở trong pha bóng. Cắt bóng tốt, đây là Đức Anh. Qua người tới từ Đức Anh. Đưa bóng vào, vẫn chưa thể vượt qua hàng phòng ngự của Thái Nguyên. Bóng quay trở lại với các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Đường chuyền lỗi, phản công dành cho cầu thủ Thái Nguyên. Tranh chấp tốt tới từ Bá Duẩn, đá xa. Bóng vẫn còn trong cuộc. Tình huống đánh biên tới từ phía cầu thủ Thái Nguyên. Đưa bóng vào. Tình huống dứt điểm ngay tới từ vị trí của Trường An. Pha lên bóng tốt tới từ phía cầu thủ Thái Nguyên bên hành lang bên phải. Trường An đã có một tình huống ra chân nhanh. Tuy nhiên thì bóng đi hơi cao ở pha bóng vừa rồi. Trận đấu đang diễn ra là khá căng thẳng, cả hai đội đều có những cơ hội nhất định. Các cầu thủ Thái Nguyên chơi thấp và họ chờ đợi những sơ hở tới từ đối phương. Tuy nhiên thì những tình huống chuyển đổi trạng thái tới từ phía cầu thủ Thái Nguyên là khá tốt trong những phút thi đấu vừa qua. Tình huống xoay sở tới từ vị trí của Đức Trung, đường chuyền về. Lên bóng Đức Trung, qua người. Tranh chấp tốt tới từ Bá Duẩn, lướt đi tới từ Bá Duẩn. Cơ hội dành cho cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Pha bóng chơi không thực sự tập trung. Rồi có tình huống để tuột bóng ở phòng vừa rồi, đó là vị trí của Minh Đức. Không khó đối với thủ thành Gia Bảo. Đây là Đức Anh. Vẫn là Đức Anh. Hàng phòng ngự của cao thủ Thái Nguyên vẫn đang chơi rất trì ở trong trận đấu ngày hôm nay. Đức Anh, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Sông Lam Nghệ An tính cho tới thời điểm hiện tại, đang bị kèm rất sát. Rõ ràng thì Đức Anh ngày hôm nay như một cô gái đẹp, và tất cả các cầu thủ của Thái Nguyên sẽ theo đuổi Đức Anh trong suốt quãng thời gian thi đấu của trận đấu này. Tình huống dứt điểm từ xa. Pha bỏ bóng kinh nghiệm tới từ thủ thành Trần Lâm. Phát bóng lên tới từ Trần Lâm. Bóng hướng tới vị trí của Đức Trung. Cao thủ Thái Nguyên đá nhỏ khá hay. Cơ hội. Đức Trung được chuyền. Lên bóng dành cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Bóng đã ra biên. Bên phía Sông Lam Nghệ An họ rút Đức Anh ra và đưa vào tay, đó là vị trí của Minh Quân. Người đang đứng trước bóng đó là vị trí của Nhật Minh. Được chuyền lên của Nhật Minh. Đánh đầu ngược. Cơ hội dành cho cầu thủ Thái Nguyên. Đưa vào. Tình huống dứt điểm ngay tới từ số 7, đó là Trường An. Tuy nhiên thì Lưu Gia Bảo đã có một tình huống khép góc tốt. Ba đánh ba dành cho cầu thủ Thái Nguyên. Pha xoay sở bất thành. Cắt bóng nguy hiểm. Lướt đi. Cơ hội không được. Tình huống Gia Bảo tốt vừa rồi thuộc về thủ thành bên phía cầu thủ U1 Thái Nguyên. Trần Lâm vẫn vậy, có những tình huống ra vào và khép góc là rất hay. Xoay sở tới từ phía cao thủ Sông Lam Nghệ An. Bóng quay trở lại với Bá Duẩn. Được chuyền lên tới từ Đức An, Đình An. Bóng xuống đáy biên, đưa bóng vào trong. Cơ ly đội hình của cao thủ Thái Nguyên trong những phút vừa qua ở nơi hàng phòng ngự là rất tốt. Họ kiềm tỏa được hai cánh cũng như bè được những tình huống đưa bóng từ đáy biên vào trong. Phá ra chân Bá Duẩn. Đường chuyền về của Bá Duẩn, đây là Đình An. Và xử lý tốt tới từ Minh Quân, Minh Đức. Không được. Trọng tài xác định sẽ có phạt góc dành cho cao thủ Sông Lam Nghệ An bên làm biên trái. Đưa bóng vào.
Bóng vẫn còn trong cuộc, dứt điểm ngay. Một tình huống khép góc tốt tới từ thủ thành Trần Lâm. Bóng đã tìm đến đúng vị trí của thủ thành bên phía cầu thủ Thái Nguyên sau pha dứt điểm vừa rồi tới từ Solam Ngan. Như đã nói thì các cầu thủ Thái Nguyên ở mùa giải năm nay họ có nền tảng thể lực là rất tốt. Những tình huống đeo bám của các cầu thủ Thái Nguyên gây ra rất nhiều những sự khó chịu dành cho các cầu thủ đối thủ của họ ở mùa giải năm nay. Bá Duẩn thả giật gót bất thành. Tình huống đá bóng lên tới từ Trường An, đó là một pha đá bóng giải vây. Trong những phút đầu qua thì cầu thủ Sông Lam Nghệ An kiểm soát bóng nhiều hơn và tổ chức tấn công nhiều hơn. Tuy nhiên thì Thái Nguyên vẫn đang phòng ngự là rất trì. Và xoay sở bất thành tới từ Đức Trung. Đây là một mùa giải thành công của số 14 bên phía cầu thủ Thái Nguyên khi cho tới thời điểm hiện tại, Đức Trung đã có khá nhiều bàn thắng quan trọng dành cho cầu thủ Thái Nguyên ở những trận cầu quan trọng. Đưa bóng vào rất nguy hiểm. Bóng vừa cắt ngang qua khung thành của đối phương. Sau tình huống phạt góc tới từ phía cao thủ Sông Lam Ngan, tuy nhiên thì không có điểm cắt nào được tạo ra. Trọng tài xác định bóng đã khẽ chạm một cầu thủ áo xanh và đi ra biên, đá biên dành cho cao thủ xứ Nghệ. Thêm một quả phạt góc nữa. Và vẫn là Đình An sẽ thực hiện những pha đá biên cũng như phạt góc dành cho cầu thủ Sông Lam Ngan bên làm biên phải. Bá Duẩn đang có một vị trí tốt, vẫn chưa thể vượt qua hàng phòng ngự của các cầu thủ Thái Nguyên. Vẫn đang chơi phòng ngự khá bình tĩnh. Điều chuyền. Pha cắt bóng thuộc về Đức Trung. Bá Duẩn đá ngay. Bóng đi hơi cao ở trong tình huống dứt điểm vừa rồi. Tại vòng chung kết năm 2023 được tổ chức tại Đắk Lắk, cao thủ Thái Nguyên và cao thủ Sông Lam Nghệ An đã gặp nhau. Ở trận đấu đó thì kết quả cuối cùng cao thủ Sông Lam Nghệ An chiến thắng cao thủ Thái Nguyên với tỷ số là 5-0. Tuy nhiên ở mùa giải này, đây là một mùa giải khác và là một vòng đấu khác. Và ở mùa bóng năm nay, các cầu thủ Thái Nguyên đã lột xác so với những vòng chung kết trước. Việc đi tới vòng bán kết của mùa giải năm nay là một thành công rất lớn đối với cao thủ nhí Thái Nguyên. Chắc chắn sẽ là những khó khăn cực kỳ lớn với cao thủ Sông Lam Nghệ An trong trận đấu này. Chỉ sau một năm thôi thì mọi thứ đang có thể hoàn toàn thay đổi. Đưa bóng vào! Vừa rồi là cơ hội bỏ lỡ rất rõ ràng tới từ các cầu thủ Thái Nguyên. Chỉ cần một cú đặt lòng với cái chân phải ngoan hơn thôi thì Thái Nguyên đã có được bàn thắng. Và đặt lòng bóng đã đi ra ngoài rất đáng tiếc. Hai đội đều đang có những cơ hội cho riêng mình để mở tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, phút thi đấu thứ 18 của hiệp 1, bàn thắng vẫn chưa tới. Đức Anh. Bóng đi ra biên, đá biên dành cho các cầu thủ áo xanh. Chân chất tốt, Đức Anh lướt đi tới từ Đức Anh, chân trái hoan hô thủ thành Trần Lâm. Một tình huống cứu thua tuyệt vời tới từ thủ thành số 1 của các cầu thủ Thái Nguyên. Và đi bóng và dứt điểm tới từ Đức Anh là cực kỳ khó chịu.
Đức Anh đã loại bỏ hàng phòng ngự của cao thủ Thái Nguyên, sau đó tung ra cú dứt điểm cuối cùng. Tuy nhiên vẫn chưa thể chiến thắng được thủ thành số 1 của cao thủ Thái Nguyên ở trong trận đấu này. Trận đấu đang sôi nổi hơn ở những phút thi đấu cuối của hiệp thi đấu thứ nhất. Thời gian đếm ngược ở trên nhà thi đấu là 1 phút 40 giây dành cho hiệp thi đấu đầu tiên. Giá báo tiếp tục cứu thua. Cơ hội vẫn chưa có bàn thắng dành cho số 5 ngàn. Và đây là phần công dành cho cầu thủ Thái Nguyên. Dứt điểm không được. Và ra chân cuối cùng thuộc về Lô Bá Duẩn. Như vậy sẽ là hội ý dành cho cầu thủ Thái Nguyên trước khi họ quay trở lại với hiệp thi đấu thứ nhất. Thời gian đồng hồ đang dừng ở 1 phút 27 giây đếm ngược trên nhà thi đấu của tỉnh Bắc Ninh. Rõ ràng thì Trần Lâm trong những phút vừa qua đó là những phút thi đấu cực kỳ tốt tới từ thủ thành số 1 của cầu thủ Thái Nguyên ở trong trận đấu này. Rất nhiều những tình huống cứu thua của Trần Lâm dành cho cầu thủ Thái Nguyên. Các cổ động viên của Thái Nguyên vẫn đang cổ vũ rất nhiệt tình dành cho các cầu thủ nhí của mình ở trên khán đài. Một phút hội ý dành cho các cầu thủ hai bên đã hết. Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với 1 phút 27 giây còn lại của hiệp 1 trận đấu bán kết 1 giữa các cầu thủ Slam Ngan và cầu thủ Thái Nguyên trong khuôn khổ giải bóng đá Nhi Đồng U1 toàn quốc Cup Leslie Miro năm 2024. Sẽ là phát bóng lên dành cho thủ thành Trần Lâm bên phía cầu thủ Thái Nguyên. Tình huống phát bóng dài, bóng hướng tới vị trí của số 14 Đức Trung. Vẫn là Đức Trung. Qua người đáy biên đưa bóng vào. William bất ngờ đã được tạo ra trong ngày thi đấu hôm nay. Bàn thắng đến với các cầu thủ Thái Nguyên ở một tình huống đánh biên. Người mang về bàn thắng dành cho cầu thủ Thái Nguyên đó là số 7 Trường An. Cầu trường của nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh nổ tung sau bàn thắng vừa rồi. Nỗ lực đi bóng mình là ngang biên phải thuộc về Đức Trung. Đức Trung có một tình huống đưa bóng vào và Trường An đã có một pha tận dụng tốt. 42 giây là khoảng thời gian còn lại của hiệp thi đấu thứ nhất. Đức Anh lên bóng dành cho cầu thủ Sơn Lan ngang. Bá Duẩn chân trái không vào. Vẫn là tình huống cứu thua tới từ Trần Lâm. Vẫn là Bá Duẩn dứt điểm. Tiếp tục là những pha dứt điểm, bóng vẫn còn trong cuộc, đưa bóng vào trong. Cây không vào. Hoan hô thủ thành Trần Lâm với những tình huống cứu thua tuyệt vời của mình ở trong ngày thi đấu hôm nay. Trần Lâm đang gánh tim ở những phút thi đấu vừa qua bên phía các cầu thủ Thái Nguyên. 8 giây, 7 giây, 6 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Và như vậy thì hết giờ cho hiệp thi đấu thứ nhất. Bất ngờ đã được tạo ra trong ngày thi đấu hôm nay khi mà cầu thủ Thái Nguyên có được bàn thắng dẫn trước cầu thủ số 5 ngàn ở trong hiệp thi đấu thứ nhất của trận bán kết này. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng xem lại bàn thắng duy nhất ở trong hiệp thi đấu đầu tiên. Pha xoay sở rất tốt tới từ vị trí của Đức Trung, sau đó là đường chuyền. Người đã có tình huống mang vào đó là số 7 Trường An bên phía các cầu thủ Thái Nguyên. Và bóng rất hay. Vừa rồi thì đã có tình huống bắt bóng lỗi tới từ thủ thành Gia Bảo. Và tất nhiên với Trường An không thể bỏ lỡ một cơ hội như vậy. Chúng ta sẽ tạm nghỉ ít phút trước khi bước sang theo dõi hiệp thi đấu thứ hai. Và xin kính chào quý khán giả, chúng ta sẽ cùng quay lại trở lại với giải bóng đá Nhi Đồng U1 toàn quốc Cup Leslie Miro năm 2024. Đây là trận bán kết 1 của mùa giải năm nay, cuộc đối đầu giữa cao thủ Sơn Lam Ngàn và cao thủ Thái Nguyên. Hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số là 1-0 được dành cho cao thủ Thái Nguyên. Cầu thủ đã ghi bàn ở trong hiệp thi đấu đầu tiên đó là Trường An. Bất ngờ đã xảy ra tại hiệp thi đấu đầu tiên khi mà cầu thủ Thái Nguyên đã chơi phòng ngự và phản công là rất tốt. Một trong những tình huống phản công nhanh của họ đã mang về bàn thắng dành cho cầu thủ Thái Nguyên ở trong trận đấu ngày hôm nay. Rõ ràng thì Sơn Lam Nghệ An còn rất nhiều điều phải làm ở trong hiệp thi đấu thứ hai, khi ở trong hiệp thi đấu đầu tiên họ là người kiểm soát bóng, tổ chức lối chơi cũng như tấn công về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên thì chưa có bàn thắng dành cho các thủ áo vàng. Và đây là lần đầu tiên trong mùa giải năm nay các cầu thủ Sơn Lam Nghệ An không ghi được bàn thắng ở trong hiệp thi đấu thứ nhất. Rõ ràng là khó khăn với cầu thủ xứ Nghệ ở trận bán kết này khi họ đang đụng phải một đội bóng được đánh giá là ngựa ô của giải đấu. Ngựa ô Thái Nguyên vẫn đang băng băng với đích trong những ngày thi đấu vừa qua, mặc dù
trước khi những trận đấu của họ diễn ra, họ đều được đánh giá là yếu hơn đối thủ. Lên bóng dành cho cao thủ Thái Nguyên, cắt bóng tốt, đây là Bá Duẩn, phản công 3-2, cơ hội dành cho cao thủ Sông Lam Nghệ An. Không được, vẫn là Bá Duẩn. Dứt điểm rồi, và đó là các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Người mang về bàn thắng đó là Đức Anh. Đức Anh đã có được bàn thắng thứ 6 cho mình ở trong giải đấu năm nay. Tỷ số được quân bình 1-1 ngay lập tức khi mà hiệp 2 vừa mới bắt đầu. Một lần nữa ta sẽ cùng xem lại tình huống đánh biên tới từ phía cầu thủ Sông Lam Nghệ An và giật bóng sau đó dứt điểm chân trái. Và xử lý rất khét tới từ Đức Anh ở trong trận đấu này. Tỷ số được quân bình 1-1. Rất nhanh chóng thôi thì cao thủ Sông Lam Nghệ An đã có được bàn quân bình tỷ số ngay khi mà hiệp 2 vừa mới bắt đầu. Lên bóng dành cho cao thủ Sông Lam Nghệ An với một tình huống đá biên từ phía phần sân nhà. Thế cân bằng quay trở lại. Bóng dài. Cơ hội. Ở ngoài sân thì Đức Trung chuẩn bị được tay vào sân. Như đã nói thì Đức Trung là một trong những cầu thủ quan trọng của cao thủ Thái Nguyên. Người đã có được đường chuyền quyết định ở pha mở tỷ số của cao thủ Thái Nguyên trong hiệp thi đấu thứ nhất. Cơ hội dành cho cao thủ Thái Nguyên, không được. Sẽ là đá biên dành cho cao thủ áo xanh. Người vừa mang về dành cho cao thủ Thái Nguyên quả đá biên đó là vị trí của Trường An. Cầu thủ đã ghi bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu vẫn còn đang rất hấp dẫn ở phía trước khi mà cao thủ Sông Lam Nghệ An đã có được bàn quân bình tỷ số ngay ở những phút thi đấu đầu tiên của hiệp đấu. Đây là phản công dành cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Đó là vị trí của Đức Anh, một cú đúp rất nhanh dành cho cao thủ Sông Lam Nghệ An ở hiệp đấu thứ hai này. Chỉ trong vòng 3 phút thì cao thủ Sông Lam Nghệ An có được hai bàn thắng và bây giờ họ là người vươn lên. Tình huống tăng tốc như một chiếc F1 của Đức Anh. Vừa rồi thì phòng ngự phản công tới từ phía cao thủ Sông Lam Nghệ An. Một tình huống chuyển đổi trạng thái rất nhanh tới từ phía cao thủ Sông Lam Nghệ An. Và vừa rồi thì cao thủ Thái Nguyên đã không kịp trở tay thay quần áo. Đức Anh tăng tốc rất nhanh ở pha bóng vừa rồi. Trên màn ảnh của các bạn, các cổ động viên của Sông Lam Nghệ An đang mở hội ăn mừng. Rõ ràng là trong hiệp thi đấu thứ nhất thì cao thủ Sông Lam Nghệ An gặp rất nhiều khó khăn ở những tình huống tấn công. Tuy nhiên thì khi mà cao thủ Thái Nguyên dâng cao, khoảng trống sẽ lộ ra. Và đó là thời cơ dành cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An với một tình huống phản công rất hay ở pha bóng mà Đức Anh đã có được cú đúp ở trong trận đấu ngày hôm nay. Khó khăn quay trở lại với Ngô Thái Nguyên ở những phút còn lại khi ở thời điểm hiện tại họ lại đang đội đang để dẫn trước. Dứt điểm rất nguy hiểm. Đó là lời đáp trả tới từ phía cầu thủ Thái Nguyên, pha ra chân tới từ đội trưởng Nhật Minh. Tình huống chơi bóng cảnh giác tới từ Gia Bảo. Sẽ có quả phạt góc dành cho các cầu thủ Thái Nguyên ở bên hành lang bên phải. Trận đấu bán kết của chúng ta đang diễn ra cực kỳ hấp dẫn trong những phút thi đấu vừa qua. Đường chuyền, thêm quả đá biên nữa dành cho cầu thủ Thái Nguyên bên hành lang bên phải. Hai bàn thắng được ghi dành cho cầu thủ xứ Nghệ chỉ trong vòng khoảng 3 phút. Có lẽ là sau giờ nghỉ đã có những dặn dò, đã có những chỉ đạo tới từ huấn luyện viên Quang Thọ. Niềm tự tôn, lòng tự tôn của cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã bị chạm vào khi ở trong trận bán kết này họ kết thúc hiệp 1 với tỷ số 0-1. Và ngay lập tức thì khi hiệp 2 bắt đầu họ đã vùng lên cực kỳ mạnh mẽ. Trong những năm tháng vừa qua, Thái Nguyên chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm với Sông Lam Nghệ An ở các giải đấu trẻ. Tuy nhiên ở mùa giải năm nay, Ngựa Ô Thái Nguyên là một đội bóng khác và đang trình làng những cầu thủ tốt. Họ có một giải đấu cực kỳ thành công cho tới thời điểm hiện tại.
sẽ là đá biên dành cho cầu thủ Thái Nguyên. Đưa bóng vào trong, nguy hiểm. Xoay sở. Tình huống cắt bóng tốt tới từ vị trí của Viết Hoàng. Không được. Chính xác người có tình huống lên bóng vừa rồi đó là Tiến Hoàng. Trong những phút vừa qua thì Tiến Hoàng đã được thay vào sân. Đưa bóng vào trong rất nguy hiểm. Tình huống chơi bóng cảnh giác tới từ thủ thành Trần Lâm. Đó là một tình huống đá biên rất khó chịu tới từ Đình An. Vẫn là những phút đầy căng thẳng ở trên nhà thi đấu của tỉnh Bắc Ninh. Bá Duẩn đá ngay tới từ Bá Duẩn. Thêm một lần nữa thì Trần Lâm cứu thua. Tranh chấp tới từ phía cao thủ số 5 ngàn. Và đá bóng giải vây vừa rồi thuộc về Phạm Trường Giang. Hai đánh hai. Và xử lý của Đức Anh. Bóng vẫn còn trong cuộc. Đức Anh. Bá Duẩn. Dứt điểm từ xa. Và đẩy bóng kịp thời tới từ Trần Lâm. Sẽ có đá biên dành cho cầu thủ Thái Nguyên. Người vừa tung ra cú dứt điểm ở phòng vừa rồi đó là Đình An. Phút thi đấu thứ 7 của hiệp thi đấu thứ 2. Và tỷ số đang là 2-1 dành cho cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Ở trong trận đấu này, Sông Lam Nghệ An đã để cho cầu thủ Thái Nguyên dẫn trước. Tuy nhiên thì họ trở lại cực kỳ mạnh mẽ trong hiệp thi đấu thứ 2 với 2 bàn thắng chỉ trong vòng 3 phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ 2. Giải bóng đá nhi đồng Nguyên một toàn quốc Cup Lasdi Milo năm 2024, đây là năm thi đấu thứ 28 của giải đấu này, được tổ chức bởi báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng cùng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các đơn vị chủ nhà đăng cai. Bá Duẩn qua người chân trái. Bóng vẫn còn trong cuộc. Tiến Hoàng. Pha xoay sở của Tiến Hoàng đưa bóng vào. Cực kỳ nguy hiểm mà tình huống đưa bóng vào trong rất khó chịu. Tới từ Tiến Hoàng một tình huống đưa bóng ở tầm trung. Bóng đã đập vào cầu thủ áo xanh và đi ra ngoài. Trả ngược. Dứt điểm. Không vào. Sẽ có thêm một quả phạt góc nữa. Và dứt điểm của Bá Duẩn. Bóng đã đập trúng vào một cầu thủ áo xanh và đổi hướng. Đưa bóng vào tới từ Tiến Hoàng. Dứt điểm ngay. Pha dọt chân bằng chân trái. Bóng đi hơi cao. Trong những phút vừa qua thì hàng phòng ngự của Thái Nguyên vẫn đang đứng vững sau khi họ để thua hai bàn. Trọng tài xác định không có lỗi. Phát bóng lên dành cho thủ thành Gia Bảo. Đức Anh. Đây là vị trí của Bá Duẩn. Tiến Hoàng. Vẫn là Tiến Hoàng. Được truyền của Tiến Hoàng. Và phá bóng rất quyết liệt tới từ Đình An. Trận đấu các bạn đang theo dõi, đây là trận bán kết 1 của mùa giải và được phát trực tiếp từ nhà thi đấu của tỉnh Bắc Ninh. Trận đấu chúng ta được phát trực tiếp trên các kênh của ban tổ chức, đó là giải bóng đá nhi đồng toàn quốc Khánh Hòa Sport, cùng với đó là hai kênh YouTube Khánh Hòa Sport cùng với kênh bình luận viên Dương Hải Cốt. Quý vị các bạn chúng ta đang theo dõi, chúng ta có thể thả tim, like video, follow fanpage và đăng ký kênh, bật thông báo để ủng hộ cho ban tổ chức cũng như các cầu thủ nhí. Cơ hội dành cho các thủ Thái Nguyên đã có tình huống chân trụ. Dứt điểm. Bóng vẫn còn trong cuộc. Ra vào tốt tới từ thủ thành Gia Bảo. Trọng tài xác định đã có lỗi với một tình huống va chạm của Đức Trung với thủ thành Gia Bảo. Một tình huống lộn xộn ở trong khu vực vòng cấm của cao thủ Sông Lam Nghệ An. Vừa rồi thì rất may những cú dứt điểm cuối cùng đã chưa được cao thủ Thái Nguyên đưa ra. Tình huống chuyền bóng dài. Không được. Bóng đã đi ra biên sau được chuyền từ phía phần sân nhà. Nỗ lực cứu bóng bất thành thuộc về Nguyễn Trường An. Trường An cùng với Đức Trung và Trường Giang là những cầu thủ đang thi đấu rất tốt trong màu áo của các cầu thủ Thái Nguyên ở mùa giải năm nay. Ở giải đấu năm nay, lực lượng thi đấu của các cầu thủ Thái Nguyên là khá mỏng khi họ ít có những sự thay đổi người. Đặc biệt tổ đấu số 1 của các cầu thủ Thái Nguyên gần như
được thi đấu chính ở phần lớn thời gian của các trận. Đáy biên đưa bóng vào không được, và đưa bóng vào không thành công. Lên bóng dành cho các thủ Thái Nguyên. Tình huống cắt bóng của Bá Duẩn. Phản công dành cho cao thủ áo xanh Đức Trung, không được. Cầu thủ Sơn Lâm Nghệ An đeo bám người rất rát. Bóng bật vào khu vực bóng cấm, nguy hiểm. Vừa rồi thì đã có tình huống bắt bóng hụt tới từ Trần Lâm. Trần Lâm đã bắt bóng không dính và bóng đã dội ra, rất may đã không có tình huống đá bồi. Trận đấu sẽ quay trở lại với quả đá biên dành cho Sơn Lâm Nghệ An. Bá Duẩn, qua người tới từ Bá Duẩn, chân trái rất nguy hiểm, cơ hội. Vừa rồi là một tình huống dứt điểm tới từ số 9 của các cầu thủ Sơn Lâm Nghệ An. Thủ thành Trần Lâm đã chơi cảnh giác, bóng vẫn còn trong cuộc. Đưa bóng vào, thêm một tình huống cứu lúa nữa tới từ Trần Lâm. Rõ ràng thì Trần Lâm đang làm việc rất vất vả, tuy nhiên hiệu quả trong trận đấu này. Dứt điểm ngay và ra chân của Bá Duẩn, bóng đá đi không trúng đích. Tình huống bóng bồng đá bồi, như vậy là tỷ số nâng lên là 3-1 dành cho cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Người mang về bàn thắng ở phòng vừa rồi đó là Phạm Minh Quân, đang bắt rất hay ở trong trận đấu ngày hôm nay. Tuy nhiên thì Trần Lâm ở những phút gần đây có vẻ như đã bị tâm lý sau khi để thủng lưới hai bàn. Chúng ta một lần nữa cùng xem lại pha bóng này. Tình huống phát bóng thẳng tới từ Gia Bảo và Trần Lâm đã bắt bóng không dính, áp sát rất nhanh và dứt điểm tới từ Minh Quân. Tỷ số được nâng lên 3-1 và khoảng cách hiện tại đang là hai bàn cách biệt dành cho cao thủ Sông Lam Nghệ An. Rõ ràng thì Sông Lam Nghệ An đang tăng tốc rất nhanh ở trong hiệp thi đấu thứ hai này. Được chuyền lên, cắt bóng tới từ Đức Anh, cơ hội vẫn là Đức Anh, được chuyền đánh đầu. Một pha bóng chơi rất đồng đội tới từ số 10 của cao thủ Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên ở phòng vừa rồi thì Minh Quân đã không thể tận dụng. Tình huống chuyền bóng rất tinh tế tới từ Đức Anh, pha lắc đầu đã được đưa ra. Tuy nhiên thì Trần Lâm đã có một pha bóng đứng đúng chỗ. Đức Anh đang chơi rất hay trong hiệp thi đấu thứ hai này. Vẫn là Đức Anh, lên bóng dành cho cao thủ Sơn Lâm Nghệ An. Tình huống che chắn bóng tốt tới từ hàng phòng ngự của cao thủ Thái Nguyên. Ở mùa giải năm nay thì Đức Anh rõ ràng đã trưởng thành hơn rất nhiều so với năm 2023. Đã có tới 7 bàn thắng được ghi dành cho số 10 của cao thủ Sơn Lâm Nghệ An tại giải đấu năm nay, và những đường kiến tạo dành cho đồng đội ở những pha bóng quyết định. So với năm 2023, một Đức Anh mà tôi đã biết thì ở năm nay Đức Anh trưởng thành hơn khá nhiều. Đối với chúng ta thì trưởng thành không có gì là to tát, không phải là làm được những gì to lớn, mà trưởng thành đó là hiểu được những điều cơ bản. Ở mùa giải năm nay Đức Anh giữ bóng không nhiều, qua người không nhiều. Tuy nhiên ở những tình huống quyết định, Đức Anh là một trong những cầu thủ xử lý và có bàn thắng tốt nhất bên phía cao thủ Sông Lam Nghệ An. Đá bóng vào không được, tình huống sút thẳng tới từ phía đội trưởng Nhật Minh. Như vậy thì Tiến Hoàng tiếp tục được đưa vào sân bên phía cao thủ Sông Lam Nghệ An ở những phút tiếp theo. Tranh chấp tới từ Tiến Hoàng, không được. Phút thi đấu thứ 15 của hiệp thi đấu thứ hai, khó khăn chồng chất khó khăn với cao thủ Thái Nguyên ở trong trận đấu này. Tuy họ là người đã mở tỷ số ở trong hiệp thi đấu thứ nhất và dẫn trước cao thủ Sông Lam Nghệ An sau giờ nghỉ, tuy nhiên thì Sông Lam Nghệ An trở lại rất mạnh mẽ. Niềm tự tôn, lòng tự trọng của cao thủ xứ Nghệ đã bị chạm tới, và trong hiệp thi đấu thứ hai này họ vùng lên cực kỳ mạnh mẽ với 3 bàn thắng. Lên bóng dành cho cao thủ Thái Nguyên.
được chuyền lên, nguy hiểm. Phản công dành cho cầu thủ Thái Nguyên. Tình huống quăng chân vừa rồi thì thủ thành Trần Lâm đã làm chủ được tình hình. Cho dù trận đấu này kết quả với tỷ số như thế nào thì Thái Nguyên cũng có một mùa giải cực kỳ thành công tại mùa giải năm nay. Những gì mà cầu thủ Thái Nguyên đã thể hiện trong những quãng thời gian vừa qua, đặc biệt là trước khi hiệp 2 bắt đầu, là cực kỳ tốt. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại, Sông Lam Nghệ An đang cho thấy mình là đội bóng được đánh giá là xuất sắc hơn. Cầu thủ xứ Nghệ trở lại rất mạnh mẽ ở trong hiệp thiêu thứ hai này với 3 bàn thắng và 1 cú đúp dành cho Đức Anh. 4 phút 4 giây là khoảng thời gian còn lại của trận đấu. Trên đồng hồ đếm ngược ở nhà thi đấu của tỉnh Bắc Giang. Thời gian hội ý đã hết dành cho các thủ Sông Lam Nghệ An và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với trận đấu này. Đá biên dành cho các thủ xứ Nghệ từ phía phần sân nhà. Những phút còn lại sẽ là những phút tất tay dành cho cầu thủ Thái Nguyên. Họ sẽ phải dâng cao để kiếm tìm bàn thắng. Đây là trận playoff, trận bán kết của mùa giải. Cơ hội dành cho cao thủ Sông Lam Nghệ An với tình huống phát bóng dài. Đức Anh, Tiến Hoàng trả ngược tới từ Tiến Hoàng, dứt điểm ngay. Pha phối hợp có nét tới từ phía cao thủ Sông Lam Nghệ An với pha ra chân cuối cùng thuộc về Đình An. Vẫn là những tình huống buông bóng dài tới từ phía cao thủ Thái Nguyên. Hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An đang chơi rất cảnh giác. Khoảng cách hai bàn là một khoảng cách được cho là an toàn ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, nếu để cho cầu thủ Thái Nguyên ghi bàn ở những phút tiếp theo thì những phút còn lại của trận đấu sẽ là cực kỳ nguy hiểm với các cầu thủ của Sông Lam Nghệ An. Và phá bóng lên tới từ Lô Bá Duẩn. Ở giải đấu năm nay thì Lô Bá Duẩn thi đấu rất hay. Người đội trưởng của cầu thủ Sông Lam Nghệ An lĩnh sướng hàng phòng ngự và một hành lang cánh. Những tình huống lên bóng và xử lý tới từ Bá Duẩn ở khu vực giữa sân là rất quan trọng. Đánh đầu. Tiếp tục là Lô Bá Duẩn với tình huống ngăn chặn vừa rồi. Sẽ là cơ hội dành cho các cầu thủ Thái Nguyên. Đưa bóng vào, bóng bỏng nguy hiểm, đánh đầu. Và đánh đầu đã được đưa ra. Tình huống đánh đầu tới từ vị trí của Nhật Minh. Tuy nhiên thì một cầu thủ áo vàng đã kịp thời be góc. Và cắt bóng tốt. Không được, sẽ là đá biên lên dành cho cao thủ Sông Lam Nghệ An. Chúng ta đang ở 1 phút 25 giây đếm ngược. Thời gian đếm ngược bóng trong cuộc. Gần 2 phút còn lại sẽ là cơ hội để cho Thái Nguyên có thể tìm kiếm một kết quả tốt. 1 phút 47 giây. Đưa bóng vào trong, cú dứt điểm của Bá Duẩn. Sông Lam Nghệ An đang tiến gần tới trận chung kết hơn bao giờ hết. 1 phút 45 giây là khoảng thời gian còn lại. Phát bóng lên dành cho các cầu thủ Thái Nguyên, cơ hội. Bóng vẫn còn trong cuộc, xử lý. Tình huống phòng ngự tốt tới từ vị trí của Đình An. Nguy hiểm, đá ngay, không được. Tình huống đá bóng ở ngay trong khu vực vòng cấm của cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên không có bàn thắng dành cho cầu thủ Thái Nguyên ở phóng vừa rồi. Qua người, áp sát rất nhanh tới từ Lô Bá Duẩn.
đó vào. Không được. Một phút 8 giây. Đức Anh. Phản công dành cho Thái Nguyên. Rất hồi hộp. Chúng ta đang bước sang những phút thời gian cuối cùng. 58 giây là khoảng thời gian còn lại. Đi bóng, Đình An. Phản công dành cho các cầu thủ Sơn La Nghệ An. Và xử lý tới từ vị trí của cầu thủ mà số 3 đó là Đình An bên phía cầu thủ Sơn La Nghệ An. Tướng xử lý khá khéo tới từ Bá Duẩn. 39 giây là khoảng thời gian còn lại. Thời gian đang ủng hộ cao thủ Sơn La Nghệ An ở trong trận đấu này. Khoảng trống, qua người, chân trái, giật gót, không được. Liên tục là những tình huống xử lý kỹ thuật tới từ phía cao thủ Sơn La Nghệ An. Tuy nhiên là bàn thắng thứ tư của họ trong hiệp thi đấu thứ hai này chưa tới. 26 giây. Ngay sau khi trận đấu này kết thúc thì sẽ là trận đấu bán kết hai giữa các cầu thủ chủ nhà Bắc Ninh và các cầu thủ Việt Hùng Thanh Hóa. Một trận đấu rất được chờ đợi trong buổi chiều ngày hôm nay. Và xử lý tốt. Thời gian còn lại là 15 giây. Thái Nguyên vẫn đang làm tất cả những gì có thể ở những phút còn lại. Đưa bóng vào, đánh đầu tới từ Bá Duẩn. Lên bóng. Sẽ là đá biên dành cho Sông Lam Nghệ An ở giây thứ 9 đếm ngược. Thời gian gần như không còn dành cho các cầu thủ Thái Nguyên nữa. Gia Bảo. 6 giây, 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Vâng, và như vậy thì hết giờ dành cho trận đấu này. Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An ghi tên mình vào chơi ở trận chung kết của mùa giải với một màn nổi rực rồng thành công trước các cầu thủ Thái Nguyên. Rất đáng tiếc dành cho Thái Nguyên ở trong trận đấu ngày hôm nay. Một mùa giải thành công tới từ phía cầu thủ Thái Nguyên. Ở trong trận đấu này, họ đã có một hiệp thi đấu thứ nhất cực kỳ bùng nổ và có được bàn thắng dẫn trước cầu thủ Sông Lam Nghệ An sau giờ nghỉ. Tuy nhiên, ở trong hiệp thi đấu thứ hai thì đó là hiệp đấu dành cho cầu thủ xứ Nghệ. Sông Lam Nghệ An hoàn tất cú lực ngược dòng của mình với tỷ số là 3-1 và ghi tên mình ở chơi ở trận chung kết. Các cầu thủ U11 Thái Nguyên sẽ nhận huy chương đồng của giải đấu và rời giải với thế ngẩng cao đầu. Một mùa giải rất thành công và rất đáng khen dành cho cầu thủ Thái Nguyên ở mùa giải năm nay. Ở buổi tường thuật trực tiếp của tôi cho trận đấu này xin được phép kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trận bán kết 2 giữa chủ nhà Bắc Ninh và Việt Hùng Thanh Hóa.